Chị Diệu Phương có nghe không? Nhờ giơ tay ạ. À. Rồi, cảm ơn. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, dạ Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ con kính hỏi sư, dạ có nghe rõ âm thanh của con không? Dạ alo. Dạ. Dạ cảm ơn, dạ con cảm ơn đã nghe được âm thanh của con. Dạ. Dạ bây giờ con xin thọ giới và con kính đảnh lễ đại đức Thanh Tâm. Dạ con kính đảnh lễ quý quý sư. Dạ con kính đảnh lễ ông Năm Bà Năm. Dạ kính mời tất cả Phật tử cùng tâm phương chúng ta hướng về ba ngôi tam bảo để mình cùng xin giới. Ukha mafayam phante quý sư Rakkhanathaya tisaranena saha pancha silani yachama. Bạch hóa đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để văn giữ hành theo cho được sự lợi ích. Duti yam bi mayam phan te quy sùng Rakkhanathaya tisaranena saha pancha silani yachama. Bạch hóa đại đức tăng, con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để văn giữ hành lợi ích. Lần thứ nhì, tati yam bi mayam phan te quy sùng Rakkhanathaya tisaranena saha pancha silani yachama. Bạch hóa đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để văn giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ ba, và con kính dâng miết lại cho đại đức Thanh Tâm, và con kính sư từ bi và hoan hỷ và truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con. Con xin dâng miết lại cho đại đức. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ đức Bhagava đó. Ngài là bậc Arahant cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do ngài tổ không thầy chỉ dạy. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyambi Buddhang saranang gacchami, Dutiyambi Dhammang saranang gacchami, Dutiyambi Sanghang saranang gacchami, Tatiyambi Buddhang saranang gacchami, Tatiyambi Dhammang saranang gacchami, Tati chăm bị sang răng xa ra năng gạch cha mi. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sa ma sa m bu tha sa. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sa ma sa m bu tha sa. Nam mô ta sa pha ga wa to Arahato Samma Sambuddhassa. Con xin hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Ra Qua đó. Ngài là bậc Arahant cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con xin hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Ra Qua đó. Ngài là bậc Arahant cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con xin hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Ra Qua đó. Ngài là bậc Arahant cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Bụt thằng sa đa năng ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Thăm măng sa đa năng ga cha mi, con đem lòng thành kính xin quy Pháp. Sang khăn sa đa năng ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng.
Đu thi dầm bi bút thăng sa ra năng ga cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Đu thi dầm bi thầm bằng sa ra năng ga cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Đu thi dầm bi sang khăn sa ra năng ga cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Xin quy tăng lần thứ nhì. Ta ti dầm bi bút thăng sa ra năng ga cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Ta ti dầm bi bút thăng sa ra năng ga cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Ta ti dầm bi sang khăn sa ra năng ga cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Và con dân biết lại cho. Ti sarana gaha năng paripun năng pháp quy tam bảo tròn vũ, tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Bana tibata veramane sika padang samadhiyami adinna dana veramane sika padang samadhiyami kame sumicca chara veramane sika padang samadhiyami musawada veramane sika padang samadhiyami surame raja macappamarathana veramane sika padang samadhi. Rồi mời chị. A ma phan te và chúng con xin vâng. Ba na ti ba ta quê ra ma ni si kha ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ đều học là củi tinh xa sự sắc sanh. A nin na da na quê ra ma ni si kha ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ đều học là củi tinh xa sự trộm cắp. Kame sumicca chara veramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ đều học là cõi tinh xa sự tà hạnh. Musawada veramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ đều học là cõi tinh xa sự nói dối. Suramera chamachada mada thana Quê ra ma đi si kha ba đăng sa ma đi ya mi. Con xin vâng giữ đều học là cõi tinh xa sự dễ vui uống rượu và các chất xa. Chư thiện tính nên thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch, phải vâng giữ hành theo cho đến trọn đời, không nên dễ vui. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lắm nha. Rồi mời chị. A ma phan tê và chúng con xin vâng. Sa thu lành thai. Utta mang ghe na quan đề hằng. Ba đa ban sum qua ruột ta mang vuốt thê yô ca li tô đô sô vuốt thô ca ma tu tăng ma mang. Phật là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân nguyện lời chẳng thật tác thành thành duyên. Dẻo năm vóc trộn niềm sám hối những sở hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý sanh ngưỡng mong Phật bảo đức lành tự dung. Utta mang ghe na quanh đê hăng thăm mang cha đu vi thăm ta qua răng thăm mê vô ca li tô đô sô thăm mô ca ma tu tăng ma măng. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân nguyện lời chẳng thật tác thành thành duyên. Dẻo năm vóc trộn sám hối những sở hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý sanh ngưỡng mong Pháp bảo đức lành tự dung. Utta mang ghe na quanh đê hăng sẵn khăn cha đu vi thô ta mang. Sẵn khế vô ca li tô đô sô sẵn khô ca ma tu tăng ma mang. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành. Quy y tăng bảo tịnh thân nguyện lời chẳng thật tác thành thành duyên. Dễ hồn năm văn niềm sám hối những sở hành
làm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý sanh, ngưỡng mong tăng bảo đức lành tự dung. Dạ Nam Mô Bụt Tha Dạ. Dạ con xin dâng mít lại cho sư, sư Hoan Hỷ chúc phúc cho đạo tràng chúng con ạ. Cầu xin cho tất cả sự rủi ro của người đều được xa lánh, cầu xin cho tất cả tật bệnh của người đều được dứt khỏi, sự tai hại cũng chẳng có đến cho người. Cầu xin cho người được sự an vui trường thọ, cả bốn pháp chúc mừng là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh, trí tuệ hằng thêm đến người, là người năng nghiêng mình lễ bái, cúng dường đến tam bảo và có lòng tôn kính các bậc tu hành tinh tấn, nhất là bậc trì giới và bậc trưởng lão. Tất cả hạnh phúc hằng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, Mô Phật. Giờ mời MC nghe Nguyên Trang hay Nguyên Như. Sắp hết 9:20 rồi. Pháp sư sắp đến rồi đó. Rồi mời MC lên rồi lát thỉnh Pháp sư luôn nha. Nam Mô Bụt Tha. Dạ con Nguyên Trang. Dạ trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, kính đảnh lễ chư tôn Đức Tăng Ni. Dạ con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ không biết đạo tràng có nghe được âm thanh của con không ạ? Cho con xin tín hiệu. Dạ cảm ơn chị Kim Nhung. Nguyên Như ơi, bây giờ dạ cảm ơn cô Lạc Lê. Bây giờ Nguyên Như ôn bài hả Nguyên Như? Bây giờ còn chia pháp hả? Rồi chia pháp. Dạ sau đây phần để đọc Nguyên Như post bài ha. Dạ sau đây là phần chia pháp. Dạ con kính mời đạo tràng ạ. Dạ con kính mời sư Thanh Tâm đi sư. Sư chia pháp trước nha sư. Dạ rồi có chị Dung, chị Nhung, chị Kim Nhung, chị Kim Nhung đã post bài. Dạ con kính mời đạo tràng nha. Sư Thanh Tâm còn trước máy không sư? Trước máy không sư? Dạ không biết là Hà ơi, Hà có cầm mic được không vậy? Hà có nghe Nguyên Trang nói không? Cho Nguyên Trang xin tín hiệu đi. Nếu mà Hà cầm mic thì Nguyên Trang sẽ chỉ Hà cầm mic nha. Nên đọc đi cho nó vui, cho nó có không khí. Đó. Hà có nghe được Nguyên Trang không? Dạ. Thôi bây giờ con thấy cô Diệu Pháp, con mời cô Diệu Pháp đọc trước nha cô. Dạ, con kính mời cô ạ. Cô Diệu Pháp có nghe được âm thanh của con không? Con kính mời cô Diệu Pháp. Dạ con kính gửi mic cho cô nha cô. Con xin xuống mic. Ồ nè, có Hà xong thì Hà đọc nha Hà nha. Rồi ha, để cô Diệu Pháp, mời cô Diệu Pháp đọc đọc kinh ạ. Con là Diệu Pháp, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính lễ sư Thanh Tâm, con kính chào quý cô trong đạo tràng. Dạ bởi vì ngồi gần cái công trình đang xây dựng cho nên nó hơi ồn thì quý cô thông cảm. Tất cả là pháp, pháp được chia làm hai, pháp tục đế, pháp chơn đế. Pháp chơn đế được chia làm hai, chơn đế vô vi, chơn đế hữu vi. Chơn đế hữu vi được chia làm hai, sắc pháp, danh pháp. Danh pháp được chia làm hai, sở hữu tâm, tâm. Tâm được chia làm hai, tâm siêu thế, tâm hiệp thế. Tâm hiệp thế được chia làm hai, tâm đáo đại, tâm dục giới. Tâm dục giới được chia làm hai, tâm dục giới tịnh hảo, tâm dục giới vô tịnh hảo. Tâm dục giới vô tịnh hảo được chia làm hai,
tâm vô nhân, tâm bất thiện. Tâm bất thiện được chia làm ba: tâm tham, tâm sân, tâm si. Tâm tham được chia làm tám: tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ, tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ, tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ xả ly tà vô trợ, tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ. Tâm sân được chia làm hai: tâm sân thọ ưu hợp vấn vô trợ, tâm sân thọ ưu hợp vấn hữu trợ. Tâm si được chia làm hai: tâm si thọ xả hợp hoài nghi, tâm si thọ tâm tâm si thọ xả hợp hoài nghi, tâm si thọ xả hợp phóng dật. Tâm vô nhân được chia làm hai: tâm quả vô nhân, tâm duy tác vô nhân. Tâm quả vô nhân được chia làm hai: tâm quả bất thiện vô nhân, tâm quả thiện vô nhân. Tâm quả bất thiện vô nhân được chia làm bảy: tâm nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm nhĩ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm tỷ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm thiệt thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm thân thức thọ khổ quả bất thiện vô nhân, tâm tiếp thâu thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Dạ, bài cô Kim Nhung post lên tới đó. Dạ, con đọc tới đó, con xin xuống mít lại. Dạ, Mô Phật. Sa thú, dạ con kính cảm ơn cô Diệu Pháp đã cầm mic đọc bài ạ. Dạ bây giờ sau đây, dạ con thấy bàn tay của là cô Lạc Lê, dạ con kính mời cô ạ. Cảm ơn Nguyên Trà. Cô thấy ấy, cô xin đọc. Ok. Cô xin đọc bằng bằng: tất cả là pháp, pháp được chia làm hai: pháp tục đế, pháp chơn đế. Pháp chơn đế được chia làm hai: chơn đế vô vi, chơn đế hữu vi. Chơn đế hữu vi được chia làm hai: sắc pháp, danh pháp. Danh pháp được chia làm hai: sở hữu tâm, tâm được chia làm hai: tâm siêu thế, tâm hiệp thế. Tâm hiệp thế được chia làm hai: tâm đau đài, tâm dục giới. Tâm dục giới được chia làm hai: tâm dục giới tịnh hảo, tâm dục giới vô tịnh hảo. Tâm dục giới vô tịnh hảo được chia làm hai: tâm vô nhân, tâm bất thiện. Tâm bất thiện được chia làm ba: tâm tham, tâm sân, tâm si. Tâm tham được chia làm tám.
tham tâm tham thọ hỷ hộp tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ hộp tà hữu trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ, tâm tham thọ xả hộp tà vô trợ, tâm tham thọ xả hộp tà hữu trợ, tâm tham thọ xả ly tà vô trợ, tâm tham thọ xả ly tà vô trợ, tâm sân được chia làm hai, tâm sân thọ hữu ưu hợp phân vô trợ, tâm sân thọ ưu hợp phân hữu trợ, tâm si được chia làm hai, tâm si thọ xả hộp hội nghi, tâm si thọ xả hộp phong vật, tâm thân tâm vô nhân được chia làm hai, tâm quả vô nhân, tâm duy tác vô nhân, tâm quả vô nhân được chia làm hai, tâm quả bất thiện vô nhân, tâm quả thiện vô nhân, tâm quả bất thiện vô nhân được chia làm bảy, tâm nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm nhị thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm tỷ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm thiệt thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm thân thức thọ khổ quả bất thiện vô nhân, tâm tiếp thâu thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm quan sát thọ xả bất thiện vô nhân, tâm quả thiện vô nhân được chia làm tám, tâm nhận thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm nhị thức thọ xả quả bất thiện quả thiện vô nhân, tâm tỷ thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm thiệt thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm thân thức thọ lạc quả thiện vô nhân, tâm tiếp thâu thọ xả quả thiện vô nhân, tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân, tâm quan sát thọ hỷ quả thiện vô nhân. Dạ, dạ như vậy là con đã đọc xong bài học. Dạ, bây giờ xin nhường mic lại cho Nguyên Trang ạ. Nguyên Trang ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con một lần nữa con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, con kính chào ông Năm bà Năm và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời quý vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa Brahma cha lo ka ti pa ti sa ham ba ti ka tan cha li an thi wa rang a ya cha tha san ti tha san tam ba ra chang kha cha ti ka de se tu tham mang anu kam bi mang ba chang san tham ma phê rin vi nha dành cha ka yang su tan cha ban thang a phi tham ma chăm măng a cô ta dành tô cha tu san cha đành đăng bắp bô tha ni dê pa ri sa dạ mắn chê tam thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoảng phân nhắm lời nhưng chẳng dĩ hơi quyết lòng mở đạo dạy đời
nhâm vườn lộc giả ngài dời trường sang, thuyên sam đồ căn hàng đệ tử, có năm thầy thinh dự pháp từ, đó là nhóm kiều trần như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giam vẹn toàn, mộn lòng chẳng thôi không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ơn phổ cẩm, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cơ tin rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đạt từ bi, chúng sanh ngồi khắp chôn ni, tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nắc mô Bích Thà Giá, Nắc mô Thầm Mà Giá, Nắc mô Sàng Khà Giá. Dạ, con xin kính thay mặt lớp học để đọc bài Ngạ Quỷ Sự, bài số 29. Chuyện rơm trấu, phút xá. Trong lúc đang trú tại Xa Quách Thí, xá vệ, bậc đạo sư kể chuyện này liên hệ đến bốn ngạ quỷ. Trong một ngôi làng nọ không xa Xa Quách Thí, một gian thương kiếm kế sinh nhai bằng cách đông lường dối trá và các phương pháp bất lương khác như pha trộn tạp chất vào lúa gạo. Vợ, con trai, con dâu cả ấy cũng gian ác như các vần kệ kể lại. Khi tái sanh vào làm ngạ quỷ ở rừng Huynh Thi Giá, nỗi thống khổ của chúng đều được nói ra đây. Bấy giờ, tôn giả Maha Mokgan Lana đang đi du hành qua vùng núi đồi. Một hôm, đến tận nơi ấy, thấy chúng, liền hỏi chúng đã tạo các ác nghiệp nào. Tên này ăn trấu, nọ ăn rơm. Trong lúc ngươi ăn phẫn đáng nhờm, còn nữ quỷ này ăn thịt nó, quả gì nghiệp ấy thật kinh hồn. Để đáp lời trưởng lão, vợ kẻ gian thương giải thích các hạnh nghiệp do chúng đã tạo nên. Tên này đánh mẹ thuở xưa xa, tên nọ bán buôn chẳng thật thà, còn nữ quỷ này ăn thịt nó, đánh lừa với vọng ngữ gian tà. Khi được làm người giữa chúng sanh, tôi là người vợ, chủ gia đình, đem tài sẵn giấu người chân chánh, cũng chẳng hề cho chút để dành. Tôi đã giấu che bao của cải, còn buôn lời dối trá gian manh. Nếu tôi cất giấu gì trong đó, thì phẫn là lương thực của mình. Do kết quả từ việc trước đây, cùng lời dối trá của tôi vậy, bữa cơm tôi có mùi ngon ngọt, đã hóa thành phân thối thế này. Hành nghiệp nào đều có quả mang, vì hành nghiệp chẳng tự tiêu tan, nên tôi ăn uống phân dơ bẩn, dòi bọ hôi tanh thật đáng nhàm. Khi đã nghe xong lời của nữ ngạ quỷ, trưởng lão liền kể lại chuyện lên Đức Thế Tôn. Ngài lấy đó làm đề tài thuyết pháp. Và con đã đọc xong phần chánh kinh. Bây giờ con xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh ngài Pháp Thanh có thể đăng đàn để thuyết pháp cho chúng con bài học ngày hôm nay. Và con xin dâng mic lại cho ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Và kính chào chư tu nữ và tất cả quý Phật tử. Cảm ơn cô Nguyên Như rất nhiều đã đọc phần chánh kinh. Thì trong cái câu chuyện này chúng ta thấy rằng ở đây nó có những cái nhân vật. Cái ông bá hộ mà làm cái nghề buôn bán thì là cái người gian dối, tức là lấy trấu rồi trộn vô để mà bán cho người khác. Rồi đứa con trai thì cái người hung ác
đánh đập mẹ mình. Rồi cái bà vợ thì cái lòng bỏng sẻn, cho nên là cất giấu của cải mà thề thốt là nói là không có, để tránh không có giúp đỡ con bố thí người khác. Và đứa con gái cũng vậy, thề thốt là cái chuyện gian dối, chuyện có mà nói không, gian dối nói là nếu mà thật sự mà có như vậy á, thì tôi sẽ tự ăn thịt của mình. Cho nên là những cái người này, ba người phạm vào cái nghiệp mà nói dối, gian dối. Còn cái cậu con trai đó thì phạm vào cái nghiệp mà hung ác, đánh đập cha mẹ. Thì ở đây trong cái này đó, chúng ta thấy rằng những cái nhân vật này là làm cái con này thì cũng kể đến là ba người có cái thân những cái điều gian dối và khẩu nói những cái điều không có thật. Thì quý vị cũng biết rằng là cái trong cái giới mà nói dối á, thì nó có là bốn chi: chuyện không thật, cố ý đã nói và cái người khác đã hiểu được cái ý không có thật đó. Đó thì nếu mà tròn đủ bốn chi này thì cái người đó sẽ bị đứt giới là nói dối. Đó. Rồi quý vị thường thấy trong cái đời sống thì cái chuyện không thật ở đây nó có những cái trường hợp. Thứ nhất là tưởng sai lầm. Tưởng sai lầm ở đây đó, người ta tưởng ra cái chuyện nó không phải như vậy, nhưng mà do người ta tưởng tượng ra, thành ra nó sai lầm. Thí dụ như trong cái câu tục ngữ Việt Nam có nói là đi qua ruộng dưa thì đừng có sửa dép, mà đi qua cái vườn lý hay là vườn mận, vườn trái cây thì không có sửa nón. Tại vì khi mà cái người chủ vườn họ đứng ở xa xa, cái người mà chủ ruộng dưa đó, họ đứng ở xa xa nhưng mà họ thấy mình không xuống, thật sự ra mình không xuống đó, mình sửa dép, hay là hoặc là giật lỡ cái dép mà nó bị dính đất, dính bùn, dính sình gì đó, mình không xuống để mình sửa, mình gỡ đất, gỡ sình ra. Nhưng mà người ta thấy mình không xuống vậy đó, ta nghĩ là mình ăn trộm dưa, hay là mình nhổ trộm khoai. Rồi khi mà đi ngang qua cái vườn trái cây, vườn mận á, nếu mà mình đưa tay lên mình sửa nón á, thì người ta cứ nghĩ là mình bẻ trái cây, bẻ mận, bẻ đồ của người ta. Cho nên đó là trong đời sống chúng ta phải chú ý, chúng ta đừng có vô tình chúng ta nói hay là chúng ta làm những cái hành vi để cho người khác người ta nghi ngờ. Bởi cái tâm một khi mà người ta đã có cái vấn đề nghi ngờ mình đó, mình muốn làm cho người ta bỏ được cái nghi đó rất là khó. Một nghi mười ngờ. Mình vô tình mình làm rồi người ta kết luận, hoặc là sao, họ nghe người khác nói rồi cái bắt đầu người ta có cái ấn tượng không tốt đẹp về cái đối tượng đó, mà muốn cho người ta hiểu biết được thì rất là khó khăn. Cho nên là trong đời sống chúng ta nên phải cẩn thận. Có đôi lúc chúng ta vô tình, chúng ta nói và chúng ta làm, rồi cái cho làm khiến cho người ta nghi ngờ, người ta đem cái chuyện đó là nói, thành ra là cái chuyện nó không đúng cái sự thật. Rồi có một trường hợp nữa, tức là người ta đùa cợt chơi,
đùa cợt trêu ghẹo, hoặc là người ta thử lòng. À, có nhiều khi người ta trêu, người ta nói những cái lời không thật để người ta thử mình, coi coi mình có dễ tin không, mình có dễ bị người ta gạt hay không. À, hoặc là có nhiều khi người ta làm những cái điều để mà người ta thử lòng mình. À, thử. Thì cái chuyện mà tưởng sai lầm nè, rồi đùa cợt thử lòng á, thì quý vị nhớ là trong kinh, trong pháp cú kinh, có trường hợp có một cái vị tỳ kheo. Cái vị này á, mặc dù cái vị này tu hành rất là đàng hoàng, nhưng mà đi đâu á, khi mà ông ta ngồi thì không gì, nhưng mà khi mà vừa đứng lên á, bước đi á, thì có một cái bóng phụ nữ phía sau lưng ông thoát ra. À, rồi nhiều người thấy vậy, cho nên người tâm ra đã hoài nghi về cái giới hạnh cái vị tỳ kheo. Rồi nhiều người ta nói tới tay, bữa đó là những cái gì mà gia chủ á, nói với vua Ba Tư Nặc là vì có nhà vua đó mới có phương pháp để mà biết cái vị này là tu hành đàng hoàng hay là gian dối. À, cho nên là bữa đó vua thử mời vị tỳ kheo này vô trong hoàng cung để ông ta đặt bát, thì mời cái vị tỳ kheo này vô trong cái phòng ngồi, xung quanh đó đã cho lính Ngự Lâm quân nó mai phục hết. Rồi sau đó thì cái vị này trong phòng đi ra, thì cũng vậy, khi mà vị này vừa ở trong cái tư thế ngồi đứng dậy đi ra đó, thì thoát có một cái bóng phụ nữ chạy ra khỏi phòng. À, mà quân canh phòng cẩn thận khám xét kỹ mà không tìm thấy. À, cho nên là vua Ba Tư Nặc mới thắc mắc, mới đi đến bạch với Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn mới nói là cái duyên nghiệp này là do ông tỳ kheo này ông đã tạo từ quá khứ. Trong thời mà Đức Phật quá khứ, cái vị này đó là đang là một cái vị chư thiên. À, rồi hôm đó có hai vị tỳ kheo đang đi về, trở về tịnh xá trong cái ngày Ubosatha để làm lễ phát lộ. Hai vị này đi nói chuyện rất là tốt đẹp, quan hỷ và trao đổi với nhau. Thì cái vị chư thiên này đó mới cũng tinh nghịch, mới thử lòng. Thì khi một vị mới nói là thôi bây giờ ông giả đứng đây chờ tôi chút xíu nha, tôi đi vô trong chỗ này tôi giải quyết vấn đề rồi tôi đi ra. Vị này đi vô trong đó để mà tiểu tiện. Thì khi mà vị này đi vô khuất trong cái bụi cây, rồi vị này tiểu tiện xong đi ra đó, thì trước khi vị này đi ra đó, thì cái vị chư thiên mới giả là một cái người phụ nữ cũng từ trong cái bụi đi ra, sửa tóc áo đồ này kia lại. Thì cái vị mà tỳ kheo đứng ở ngoài nhìn thấy vị này mới nói: trời ơi, tôi bấy lâu nay tôi ở gần ông, tôi tưởng ông là tốt đẹp lắm, ai về đâu ông là thôi, giới hạnh của ông nó đã hư hoại rồi. Thì vị này bỏ đi, cái vị tỳ kheo đứng ở ngoài bỏ đi. Thì vị này đó, sau khi mà đi ra thì thấy sao tự nhiên sư bạn mình lại bỏ mình đi, mới chạy theo. Thì ông kia nhất định là không đi chung. Thì vị này hỏi riết thì ông ta mới nói với ông á, ông đã làm ô uế, ông đã làm tiêu hoại cái giới hạnh của ông rồi. Vị này nói: trời, tôn giả nói gì kỳ, tôi đi vô đó tôi chỉ
giải quyết cái vấn đề tiểu tiện của mình mà có gì đâu mà hư hoại giới. Thì cái vị kia mới nói là tôi nói rõ ràng là ông đi vô đó rồi một lát có một phụ nữ từ trong cái bụi cây đó đi ra mà ông nói không có. À, cái vị này do cái tưởng sai lầm, à, nhất định chắc vào cái đó mà nhất định không có đi chung với vị này nữa. À, thì cái vị chư thiên mới thấy gì quản không rồi, à, mình đã tạo được một nghiệp ác gây chia rẽ tăng rồi. Thì cái vị này mới hiện ra xin sám hối, à, xin sám hối nói là tại vì tôi thấy hai ngài có vẻ là hòa hợp với nhau cho nên là tôi muốn thử lòng, à, thành ra tôi làm cái hình ảnh cái người phụ nữ chứ sự thật là cái giới hạnh của cái vị này đó hoàn toàn không có bị quen ố, không có bị tiêu hoại. Nhưng mà cái vị tỳ kheo kia đó thì quá chấp thủ, à, quá chấp thủ cứng nhắc cho nên là nhất định là không có chấp thuận hòa hợp với sống chung với vị này. Thì biết rằng ăn là một thiên nhưng mà phải chia rẽ tăng, vị này rớt thẳng xuống dưới địa ngục, phải ở địa ngục một giữa thời kỳ của hai Phật cho đến khi mà Đức Phật Gotama, thì vị này mới được tái sanh lên làm lại có duyên mai được xuất gia. Nhưng mà do cái duyên nghiệp quá khứ đã tạo ác bất thiện nghiệp cho nên là hả vị này đi đâu thì có thấp thoáng ở sau lưng có một phụ nữ, à, cho nên là vị này cũng bị là trong đời sống chúng ta cũng phải cẩn thận, à, chúng ta đừng vì một chút tinh nghịch rồi trêu cợt đùa giỡn hay là gây những cái sự hiểu lầm, chuyện không có thật, để cho người khác họ tưởng sai lầm thì rất là tai hại. Rồi một điều nữa là cái chuyện không có thật thì người ta gì? Do cái tâm ganh tị và tật đố, người ta dựng đứng lên những cái câu chuyện, rồi người ta quỷ bán, rồi người ta chê trách. Thành ra đó, khi mà chúng ta nghe một cái người nào đó đó, chúng ta cũng phải dùng trí tuệ xem xét, cái chuyện này sao, cái chuyện này nó có đúng như vậy hay không, mình phải dùng trí tuệ mình suy xét. Rồi khi mà mình bị người ta phao du, người ta quỷ bán thế này thế khác, thì mình phải biết, mình cũng tự phản tỉnh mình xem xét, tại vì người ta có những cái vấn đề do cái tâm ganh tị, mình nổi trội về mặt này mặt khác, cho nên là người ta vì cái tâm ganh tị, người ta dựng những cái chuyện không có thật để người ta nói. Thành ra đó, khi mà chúng ta hiểu biết như vậy, chúng ta vẫn phải giữ vững cái lập trường của mình, về cái sở hành của mình, chứ không vì những cái tác động ở bên ngoài, những cái sự quỷ bán, chê rách, rồi mình chạy theo để mình làm những cái điều nó không có hợp lẽ. Mình phải hiểu như vậy. Những cái thiện sự nào, những cái mặt tích cực tốt đẹp thì chúng ta càng phải phát triển nhiều hơn, chứ không nên vì những cái lời nói, những cái dư luận ở bên ngoài, rồi mình bị tác động, hoặc là đối với những cái người hiền thiện nhưng mà bị những người khác họ cô lập,
rồi họ dựng đứng những cái câu chuyện họ nói, thì chúng ta cũng phải biết với trí tuệ để mà mình cũng gần gũi với những gì đó, để mình giúp đỡ, an ủi, hoặc là mình học những cái điều mà cái gì đó có được cái sự tốt đẹp. Rồi cái trường hợp thứ ba là vì lợi lộc. Thì trong đời sống quý vị thấy rằng là có người ta mưu hại rất với nhau rất là nhiều. Những cái công ty vì tranh giành cái ảnh hưởng, những cái món hàng, rồi họ sẵn sàng họ dựng đứng lên những cái câu chuyện để mà họ phao du cho cái công ty đó. Vừa qua rầm năm trước, 1-2 năm trước đó, thì có một cái trường hợp cái công ty nước giải khát này nè, thì người ta làm ăn rất là đàng hoàng, là hàng hóa người ta đang bán ở trên thị trường rất là mạnh, cho nên đó là những cái công ty mà đối thủ nó mới tìm cách suối một cái người này. Tại sao lấy một cái con gián trong cái chai, mà phải làm cách nào đó cái chai vẫn còn nguyên, rồi cho những cái cơ quan cái công ty những cái nước uống này ở trong cái chai, có đem cái chai đó lại cái công ty này, nói bây giờ là phải đưa cho tôi một số tiền 10-20 triệu gì đó, tôi chứ không là tôi đem cái chai với nhà nước là anh bị phạt, bị mất tiếng. Lúc đầu thì cái anh này đó, anh giám đốc nè, anh cũng nghĩ thôi bây giờ xí xóa cái chuyện này thôi, mình chấp nhận mình chịu thiệt một chút để giữ cái thương hiệu, để giữ cái danh tiếng của mình. Anh ta mới thỏa thuận, thôi bây giờ anh kia anh đòi tới 20 triệu, anh này nói thôi giờ là 10 triệu. Rồi anh này cũng thủ đoạn mà, cũng được, rồi giờ đưa 10 triệu đi. Anh lấy 10 triệu xong á, là bắt đầu anh mới tung tin lên. Cái công ty này làm ăn gian dối như thế này thế kia, trong cái chai nước có con gián ở trong đó thế này thế khác. Thì bắt đầu anh này mới kiện trở lại, thì bắt đầu điều tra ra thì cái chai đó, cái chai này á, người cái công ty của người ta làm ăn khép kín mà, những cái chai này được xúc rửa rồi nó mới đi vô trong cái phòng kính, sau đó là nó vô nước rồi nó đóng cái nút lại hoàn toàn trong cái phòng kính hết. Mà tại sao mà có cái trường hợp mà có con gián mà nằm ở trong cái chai nước này đó, thì bắt đầu người ta điều tra thì biết rằng là anh bị gì, cái chai này là cái loại chai nhựa, anh này mới khéo léo ảnh rạch một cái đường nhỏ ở dưới cái đít chai, bắt đầu người ta bỏ con gián vô, rồi người ta dùng cái keo người ta dán lại. Nhưng mà nếu mà cái người mà không có kiểm tra kỹ càng thì rất là khó phát hiện, tại vì cái đường rạch này nó theo những cái rãnh cái khía của cái chai, nếu không quan sát mà kỹ càng thì không thể biết được. Cho nên là sau khi mà phát hiện ra thì bắt đầu đưa qua bên tòa án để xử lý. Thành ra có những việc ở trong đời sống mình nghe, mình thấy, bây giờ nó trưng ra cái chai thiệt, ở trong cái chai có con gián thiệt, nhưng mà đó, sự thật nó không phải vậy. Vì quyền lợi, vì sự tranh cạnh, rồi họ dựng đứng lên những cái câu chuyện không có thật,
để mà họ mưu hại cái đối thủ của mình. Cho nên á, là có rất nhiều vấn đề ở trong cái xã hội, trong đời sống vậy. Mình phải hiểu biết với cái trí tuệ. Thì bây giờ quý vị thấy không? Những cái hàng hóa bây giờ đó, nó nhan nhản, rượu giả đó, rồi thuốc giả cũng có, bất cứ cái gì giả cũng có hết. Đến mà trong cái mùa này đó thì sao, nước mà sát trùng, cái nước sát khuẩn rửa tay giả cũng có, khẩu trang giả cũng có. Bất cứ ở trong đời sống, những cái mặt hàng nào lúc đó là đang khan hiếm, đang có nhu cầu cao thì sao, thì họ sẵn sàng họ làm giả để họ bán, để họ kiếm cái lợi lộc. Cho nên chúng ta phải biết và dùng trí tuệ để suy xét, để tránh những cái điều thiệt hại cho chính bản thân mình. Rồi khi mà mình nghe những cái điều mình cũng không vội tin. Đức Phật đã dạy cái câu này rồi. Chúng ta nghe một điều gì, thấy chúng ta không có vàng tin, mà phải dùng chúng ta suy xét cẩn thận để xem cái vấn đề nó có thật hay là không có thật. Không có nên mà tin rồi cái tưởng sao để cái chia rẽ những cái cho chúng ta những cái điều sai lầm ra là cộng nghiệp với những cái người mà họ không thích hợp đúng chân lý. Cho nên á, những cái điều dối trá chứ không phải là ít. Cho nên á, là chúng ta phải cẩn trọng. Rồi một cái giới mà nói dối mà trong hàng ngày á, chúng ta hay lỡ phạm, tại vì cái giới mà dễ vui. Những cái chuyện không đáng để bàn bạc chúng ta lại bàn bạc. Chuyện trên trời dưới biển, chuyện bên đông bên tây, những cái chuyện tào lao tiểu thuyết, những cái chuyện phim ảnh, những cái chuyện nói để không đem đến cái lợi ích, không giảm thiểu tham, giảm thiểu sân, không đem đến cái sự tu tập, không đem đến những cái vui trong nội tâm, không những cái chuyện tổn hại cái chánh niệm, cái trí tuệ của mình. Cái chuyện này thì mình tích cực lắm. Có nhiều người người ta nói là nói vui vui bây giờ nó nói bằng cái danh từ ở ngoài xã hội, nó nói tám họ ngồi họ nói từ sáng tới chiều, nói chuyện bà này ông nọ, chuyện trên trời dưới biển, chuyện thế này thế kia đủ thứ hết. Rồi trong cái thời mà dịch bệnh này đó thì nó tung ở trên Facebook, ở trên internet những cái tin không có thật. Rồi khi mà bị điều tra, bị bắt thì thú thật là do nghe người ta nói vậy, tôi tưởng đâu, tôi nghe người ta nói vậy tôi tưởng thiệt. Tôi đưa tin lên để chi? Câu like, câu view gì đó. Rồi khi không tự nhiên rồi mình bị phạt cái tiền á. Ta nói gì,
tiền đó là gọi là tiền đóng tiền hưu. Cái chuyện mà thay vì mà mình rảnh rang mình làm những cái chuyện nó có lợi ích thì mình nghe cái chuyện đâu đâu tầm bảy tầm bá phải đồn chỗ này có người này bị mắc bệnh, có người này chết, có người kia chết gì đó, mà sự thật là không có có. À, nhưng mà nó ngồi quán cà phê à, rồi nó sầm xì nó bàn tán à, rồi tới chừng à, bị bắt điều tra ra thì sự thật ra không có, không có, nhưng mà tôi nghe người ta nói à, tôi sáng tôi ngồi tôi uống cà phê ngoài đó tôi nghe người ta nói tôi tưởng thiệt à, tôi tung lên mạng để à, nhằm gây sự chú ý của mọi người à, câu like câu view à, rồi bị phạt à, à, có phải cái chuyện mà tự nhiên mà mình đem đi cái chuyện mà không có thấy bây giờ mình bị phạt dạ là mình sao phải khổ không à, mà đâu phải ít à, rất là nhiều những cái trường hợp xảy ra đó. Bây giờ cái xu hướng hay chạy theo nghe tin những cái gì mà lạ lạ đó là bắt đầu đổ vô xô à, thành ra đó chúng ta cũng phải biết những cái luồng dư luận ở trên đời nè à, không rất nhiều mà ngày nay cái thực hiện đại của ngài nó làm còn ghê nữa, cho nên đó, là chúng ta phải khéo thật à, chỉ cần mình ngồi mình dài ba ông sư mình ngồi mình dũng lại mà uống nói chuyện gì đó nó cắt ảnh nó ghét nó thành những rồi nó tung tin lên không, thành ra đó bị chúng ta phải à, bởi hồi đó ngài hòa thượng ngài cứ nói rầy nói với ông sư là mình đừng có nói gì, mình đừng có làm để cho người ta nghi ngờ, mình đừng có làm những cái vô tình biểu hiện rồi người ta nghi ngờ rất là khó à. Đến khi mà mình đính chánh là rất là mệt, thành ra đó sống ở trên đời chúng ta phải biết à, mỗi người chúng ta có hai mắt để thấy, có hai tai để nghe và có trí tuệ để suy nghĩ à, chúng ta phải dùng trí tuệ để xem xét à, những cái dư luận này nói như vậy nó có đúng hay không, mà do nhân nào mà nó đưa đến cái điều xảy ra như thế này à, chúng ta phải suy luận, phải xem xét cẩn thận à, chứ chúng ta đừng quá vội vàng à, nghe người này là bạn thân thôi đó, nó thường thường là nó nói thật không à, nhưng mà bữa nay vô tình nó muốn thử lòng mình, nó nói chơi nó nói chơi đó, để coi mình như thế nào, mà mình thì mình cứ nghĩ là nó nói thật không, rồi mình tung tin lên là rốt cuộc là mình bị ảnh hưởng à, cho nên á là trong đời sống chúng ta phải cẩn thận và chúng ta nên nhớ là giữ à, luôn luôn nhớ lời Đức Phật dạy, luôn luôn phải phản tỉnh cái tam nghiệp, cái ý nghiệp, rồi cái khẩu nghiệp à, còn nếu mà chúng ta mà không có sự suy xét, không có phản tỉnh à, chúng ta dễ vui chạy theo những cái xu hướng ở ngoài đời, ở xã hội thì có nhiều khi chúng ta phải à, tạo những cái nghiệp bất ác bất thiện nghiệp mà không
đáng. Đó, cho nên đó là chúng ta cũng phải cẩn thận ở trong đời sống. Trước các cái dư luận, trước những cái lời nói của người khác, chúng ta không vội tin. Mình phải dùng trí tuệ xem xét một cách hết sức là cẩn trọng, chứ không nên vội vã kết luận một cái vấn đề gì để tránh những cái trường hợp đáng tiếc. Và sao trong đời sống thì chúng ta cũng phải đôi lúc có những cái lời động viên, nói những cái lời nói chân thật tốt đẹp, nói để động viên giúp đỡ cái người đó vượt qua những cái hoàn cảnh khốn khó. Rồi chúng ta nói những cái lời hòa hợp, nói với cái tâm từ, nói để mong muốn cho những cái người đó có sự nỗ lực tu tập, có sự cố gắng trong các cái thiện pháp, chứ không nên nói với cái tâm ganh tị hay là chia rẽ hay là tạo cái mối bất hòa. Đó là chúng ta tránh xa, gìn giữ về cái khẩu nghiệp của mình cho được tốt đẹp, tránh xa những cái nghiệp nghiệp xấu, mà trong đó có cái giới thứ ba là cái gì? Nếu mà trong cuộc sống chúng ta dễ vui thì
hàng nhà hàng của Pháp nè. Đó. Còn cái này á, đồ này đồ của Trung Quốc, đồ này đồ của Việt Nam nè, đồ này của chợ lớn nè. Đó. Rồi á, tự ý mình mua, mình thích mua cái gì đó mình mua. Thấy không? Thành ra đó, sau này mình không có trách người ta, mà mình mới biết là cái người này bán với cái tính cách là chân thật, người ta không có lừa gạt, người ta không có nói hàng ba cái đồ dởm, đồ của Việt Nam mà nói đồ tốt, đồ của Tây, của Mỹ. Cái nào tốt anh ta phân định rõ ràng, để anh ta giá cái này là cái này là của Nhật nè, của Pháp nè, thì giá nó như vậy. Còn cái này á là của Trung Quốc nè, cái này là của Việt Nam nè, đó thì giá nó như vậy, tùy ý mình chọn. Thành ra đó, mình vì cái lợi lộc ít chút, nhưng mà mình nói cái lời chân thật, thì người ta tùy theo người ta chọn. Còn nếu mình bán gian dối, mình gạt người ta, gạt một lần thôi, đúng không? Nhưng mà sau này ai mà lợi mà mua nữa, đúng không? Nói ông nội này bán tôi đồ dởm quá, ông nói đồ của Pháp mà bây giờ té của đồ dởm. Thành ra trong đời sống chúng ta nên phải cẩn thận, không gì lợi lộc lại để mà chúng ta tạo những cái ác bất thiện. Chúng ta phạm vào đảo người thì rất là hiểm. Mình ăn chút trong hiện tại mà mình phải đã những cái quả đau lao ở trong cảnh giới khổ đau lâu dài. Thà bây giờ mình khó khăn chút, nhín nhút chút, nhưng sống đó. Nếu mà những cái người mà họ liều mạng thì họ chấp nhận, thì khi mà rơi vào cái cảnh khổ đau thì không có quán trách. Tại vì cái con đường này mình chọn mà. Còn mình biết phân biệt thiện bất thiện, những cái nào là phi pháp mình tránh xa, những cái nào là chánh pháp mình cố gắng mình thực hành theo, dù cho nó có khó khăn chút đỉnh chăng nữa, nhưng mà mình sống nó an vui. Ra đó, hồi lúc đó sư ở trên Tứ Phương Tăng ở Sa Trạch á, thì dùng thôn quê mà mấy người Phật tử họ đi chùa mà nói chứ sư Phật tử Phật giáo nguyên thủy của mình lỗ quá sư, hỏi sao vậy? Tại vì ở nhà tụi con không dám nuôi gà, nuôi vịt, nuôi heo, nuôi cá gì hết á, mình chỉ có làm rẫy trồng dừa làm vườn mình sống mà. Còn mấy nhà kia nó nuôi gà, nuôi heo, cá rồi quá trời. Đấy. Thì cái đó tùy. Bây giờ nếu mà mình cảm thấy rằng bây giờ mình làm vườn, mình vừa đủ sống rồi, thì mình tránh đi cái vấn đề mà nuôi gà, nuôi heo, nuôi cá rồi kia nọ, thì nó tạo những cái bất thiện nghiệp. Thấy không? Mình nghe lời Đức Phật dạy, bây giờ mình sống cái đời sống mà hiện tại về sẻ chút, nhưng mà mình không có tạo cái ác nghiệp thì mình an vui. Còn bây giờ mình đua đòi, mình muốn có tiền của rồi cho nhiều, thì mình nhắm mắt mình làm liều, mình nuôi gà, nuôi heo, nuôi cá rồi này kia nọ để có tiền cho nhiều, nhưng mà mai mốt thì nó đem đến cái hậu quả khổ đau. Thì giữa hai cái thì mình phải dùng trí tuệ để mình phân xét, rồi mình chọn, thấy không? Thành ra đó, tùy theo của mình. Nếu mà mình cảm thấy bây giờ mình là
thực hành theo lời Đức Phật dạy, mặc dù nó có khó khăn hay là nó thiếu thốn một chút đỉnh, nhưng mà chúng ta sống một cái đời sống an vui trong hiện tại và an vui trong ngày vị lai. Còn một cái á, thì chúng ta sống có chút lợi lộc trong hiện tại nhưng mà đem đến một cái khổ đau trong ngày vị lai, thì mình có quyền mình lựa chọn mà đó, chứ không ai ép mình hết. Thành ra đó, trong đời sống chúng ta cũng phải dùng trí tuệ để mình xem xét, để mình tránh xa, mình không tạo những cái ác bất thiện nghiệp, mình không phạm vào những cái nghiệp mà gian dối, nói dối, lừa gạt, lừa đảo người khác. Thì xin trả lời cái thắc mắc của cô Nguyên Như và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Tham Ma giá. Nam mô Sang Kha giá. Và con xin kính tri ân lời dạy của sư, và con cố gắng để dùng cái đó làm phương châm để mà mình thực tập những cái việc thiện lành trong cái cuộc sống của mình. Và con thấy thời gian cũng còn 5-7 phút nữa, con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm có thể quay trở lại mic để có thể dạy cho chúng con vài phút để thực tập thì minh sát bạch sư. Và con không biết là sư Thanh Tâm có nghe được âm thanh của Như không ạ? Dạ, con không có thấy sư Thanh Tâm có mặt ở trước mic rồi. Dạ, con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông, sư có thể thay mặt chư Tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con bữa tối hôm nay được không bạch sư? Con xin xin sư cho con tín hiệu ạ. Dạ, con xin kính rên mic lại cho sư Nguyên Thông ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyên Thông xin chúc phúc cho toàn thể đạo tràng sau khi đã nghe pháp. Bhavatu sabba mangalang rakkhang tu sabba devata sabba buddha anuphave na sada so thi phavang tu te. Bhavatu sabba mangalang rakkhang tu sabba devata sabba dhamma anuphave na sada so thi phavang tu te. Bhavatu sabba mangalang rakkhang tu sabba devata sabba sangha anuphave na sada so thi phavang tu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì cho người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và đó là tiếng Pali. Pali là Nam Phạn, là cái ngôn ngữ này là ngôn ngữ của chư Phật ba đời, tức là từ quá khứ xa xôi, từ quá khứ vô thủy vô chung, và đến sau này tới về trong tương lai cũng vô chung vô thủy, thì sẽ sử dụng tiếng Pali này. Đó là một cái diệu kỳ mà chư vị nghe tiếng Pali không á. Xưa kia có 500 con dơi nghe một vị tỳ kheo tụng kinh Pali ở trong cái hang động đó, mà sau 3 tháng vị đó tụng xong rồi đó đi về, thì 500 con dơi đó chết, sanh thành 500 vị thiên tử. Chỉ có cái công đức nghe kinh không mà không cần hiểu biết thì nó có cái quả báo như vậy. Cho nên là đó là những lời mà chư Phật đã để lại, và ngài Maha Kassapa đã trùng tuyên lại. Cho nên là những điều mà chư Tăng giải đây, nói đây á, là đều là những cái từ cái chân lý tuyệt đối. Cái chân lý tuyệt đối là giáo pháp. Cái chữ Dhamma là pháp, có nghĩa là chân lý tuyệt đối. Vì sao? Vì muôn đời nó là thế, muôn đời nó là thế, không ai đặt ra. Mà Đức Phật là người tu hành 20 A Tăng Tỳ Kiếp, chứng nhận được cái pháp đó và nói là cái pháp đó.
sau khi Ngài chứng nhận ở tại Đô Bồ Đề Đạo Tràng cách đây 2563 năm, bỏ ra 7 tuần lễ để chiêm nghiệm lại, để ôm lại cái những điều gì đều đã chứng, thì Ngài thấy rằng cái pháp mà Ngài chứng là khó nói ra. Nói ra thì khó nghe, dầu có nghe thì khó hiểu, dầu có tu thì khó chứng. Cho nên khó nghe, khó hiểu, khó chứng, khó đức, khó đắc là cái điều nó quý báu nó như vậy. Cho nên Ngài đã nghĩ rằng nếu mà ta giảng dạy mà chư Phật tử không hiểu ta thì ta sẽ khổ sở vô cùng. Thì lúc đó trên cõi Phạm Thiên Brahma có một vị tên là Sambhati, có cái thần thông, vị này đắc tam quả A-na-hàm, biết đến vậy mới bay xuống. Thì đảnh lễ Thế Tôn, Ngài mới nói rằng: thưa Thế Tôn, xin Thế Tôn hãy giảng pháp. Trong thế gian này có những người mà trong đôi mắt của họ có ít bụi, là có nghĩa là họ không có ngu si nhiều lắm. Thì nếu mà Thế Tôn giảng giải thì họ sẽ nghe được, hiểu được. Lúc đó Đức Phật mới dùng Phật nhãn của mình nhìn xem thế gian có cái loại người đó hay không. Thì Ngài mới thấy rằng có những loại người như cái búp sen mà nằm ở dưới bùn chưa có nhô lên được. Rồi có những búp sen mà vẫn nằm ở dưới bùn nhưng mà chưa thoát ra khỏi nước. Có những búp sen mà ra khỏi bùn nhưng nằm trên mặt nước, nhưng mà ở dưới cái mặt nước. Nhưng mà có những búp sen nó nhô lên khỏi mặt nước mà hứng được cái ánh sáng của mặt trời. Và do đó thì nếu mà Thế Tôn giảng dạy được thì họ có thể hiểu được. Và những búp sen đó là những chúng sanh đang có mặt trong rung này, dù là tỳ kheo hay là Phật tử chưa chứng đắc đạo quả và có thể nghe được kinh này. Và khi mà nghe được kinh này thì chúng ta phải tu hành. Bởi vì có một bài kinh nói rằng có một vị Phật tử đó đến chùa Kỳ Viên nhiều lần mà thấy chư tăng có đến rồi đi. Họ đến rồi Đức Phật giảng giải, rồi họ chứng đắc, rồi họ đi, rồi đến hoài. Nhưng mà rồi có nhiều người mà vẫn còn ở đó hoài, thì mới hỏi Đức Phật Thế Tôn. Nó thưa Thế Tôn, sao con nhận thấy có nhiều vị tăng ở đây nhiều hoài mà không tu hành được, không tu hành đắc đạo, mà có những vị tăng mà nghe Thế Tôn giảng pháp một lần hai lần rồi đắc đạo hết. Thì Đức Phật nói: hãy lắng nghe đi. Nếu mà ngươi là ở ngay Sài Gòn mà ngươi muốn đi ra vào Huế hay là Hà Nội thì ngươi biết đường đi không? Nên nếu không biết thì ta chỉ cho. Thì Đức Phật đã chỉ là đi vào bến xe miền Đông hay đến xe miền Tây, miền Bắc thì đó, mua vé xe đò hay mua vé máy bay rồi để đi lên. Thì người đó nghe hiểu, nhưng mà tại cái tánh tham lam hay cờ bạc hay chơi, cho nên đi vào cái bến xe thì thấy người ta đã tụ tập đó là nghe chơi, ăn chơi, rồi kiếp này kiếp sát thì vẫn ở lai quay đó mà chưa chịu nghe rõ. Vì vậy cho nhân giáo pháp mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy ra, không phải ai nghe rồi cũng học cũng tu, mà những người nghe như là Thi An Lạc nè, Muôn Beo nè, Hồng Thị Kim Nhung và Diệu Pháp mà Kim Quanh, Nguyên Như, Nguyên Trang, vân vân, là những người mà hàng ngày đều có mặt trong rung này, là những người đã có lòng tin với giáo pháp. Có lòng tin giáo pháp phải học giáo pháp, học giáo pháp rồi phải nghe theo giáo pháp, kính trọng pháp, kính trọng Phật, kính trọng tăng, rồi hành trì miên mật. Bởi vì một cái hành động mà muốn rời bỏ cái thế giới ta bà ô trược này để vào cái niết bàn là một cảnh vui mãi mãi, suốt đời suốt kiếp, thì không phải là một cái hành động mà chỉ có là một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, một kiếp, hai kiếp mà thành công. Cho nên cái ngôn ngữ của computer là get go, tức là garbage in thì garbage out, tức là mình bỏ cái tâm công sức mình bèo bọt thì cái kết quả là bèo bọt, mình bỏ công sức mình là vàng ngọc thì kết quả là vàng ngọc. Đó là những điều Đức Phật đã giảng dạy trong một bài kinh mà Nguyên Thông đọc. Nói lại xin chân thành tri ân chư vị đã lắng ta nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời Nguyên Như con. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá.
Dạ, sa thú lành thai. Dạ, sư Nguyên Thông có thể trả lời biến một câu hỏi rất là nhỏ của Đào Hữu và Moon Bell thành một cái bài pháp rất là hay. Dạ, chúng con rất là sa thú. Dạ, bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ. Nguyên Như xin mời chư vị Phật tử trong lớp lắng lòng, thanh tịnh để cùng với Nguyên Như hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề hoa tạ sanh ti quy hà ra hoa si ni thụ bê kha rê bồ thi kha rê tạ hình ta hình tạ thầm ma đà nê na pha văn tu pu chi ta so thân ca ron tê tha quy hà ra măng đà lê thế ra cha mắn cha na hoa ca cha phình kha vô xa ra mi ca đà na pa ti u pa sa ca ga ma cha de sa ni ga ma cha e sa ra sam ba na phu ta su ki ta pa wan tu te cha la bu cha ye bi cha an da sam pha wa san se da cha ta a tha wo pa pa ti ka ni cha ni căng thâm ma hòa răng pa tình cha tê sam bê bi đúng kha sa ka ron tu sang kha yang tha tu chi răng sa tăng thầm mô thầm mẫn tha ra cha bùng ga la sang khô hô tu sa mắc gô qua anh tha ya cha hi ta ya cha âm hê răng kha tu sanh thầm mô sam bê bi thầm ma cha ri nô gu tinh sam ba bù nây ya ma thầm ma ri yam ba huê đi tê y đằng nô nha ti năng hô tu khi ta hoan tu nha ta vô y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô ý đằng quá tám mê buồn nhằn à sa quá khá già quá hằng hồ tu á na gát tề cà lê. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm, trong ngày vị lai. Và con xin kính mời chư vị Phật tử cùng vào đạo tràng để nghe giảng pháp của sư Pháp Thanh vào ngày mai. Chúng ta lại được học về những câu chuyện về ngạ quỷ sự của Tiểu Bộ Kinh. Rất là hay mà sư Pháp Thanh sẽ giảng cho chúng ta rất là tường tận. Và Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.